động của biến đổi khí hậu diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long từ chiều năm nay với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nông dân trong vùng lựa chọn loại cây trồng vật nuôi thích ứng với điều kiện hiện nay. Mô hình con tôm ôm cây lúa được nhân rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định là hướng đi bền vững. Vụ này, nông dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang thả hơn 70 hectare nuôi tôm sú theo phương pháp quảng canh, chủ yếu dùng ngoài đê bao căng mặn. Ngành chức năng trong tỉnh tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ 50% kinh phí về con giống, giúp nông dân giảm gánh nặng và thực hiện mô hình đạt hiệu quả hơn. Việc chuyển đổi sản xuất một vụ lúa một vụ tôm của người dân dùng ngoài đê bao căng mặn thuộc xã Lư Kẻ mang lại hiệu quả kép, thích ứng với biến đổi khí hậu và cho giá trị kinh tế cao. Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một số nơi của tỉnh Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển mô hình tôm lúa. Năm nay, sản xuất tôm lúa ở đồng bằng sông Cửu Long hơn 200.000 hectare, sản lượng ước đạt 125.000 tấn. Hiện nay, nuôi tôm lúa theo hình thức quảng canh truyền thống, nguồn thức ăn chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên, năng suất từ 200 cho đến 300 kg một hectare một vụ, còn năng suất lúa khoảng từ 3,5 cho đến 4 tấn một hectare một vụ. Đối với nuôi tôm lúa theo hình thức quảng canh cải tiến, có bổ sung thức ăn công nghiệp trong quá trình nuôi, năng suất từ 400 đến 600 kg một hectare một vụ, còn năng suất lúa từ 5 đến 6 tấn một hectare một vụ. Được nhận diện là mô hình thủy sản bền vững, có hiệu quả kinh tế và hạn chế rủi ro dịch bệnh, thích ứng biến đổi khí hậu so với các mô hình nuôi trồng thủy sản khác.